Ăn đậu bắp 3 ngày liên tiếp, điều kỳ diệu sẽ xảy ra, cực tốt cho sức khỏe. Sức khỏe mỗi ngày xin kính chào quý khán thính giả. Quý vị thân mến, với sự đa dạng và phong phú của các loại rau củ thì bạn tự tin rằng mình biết và đã thử được bao nhiêu loại rồi nhỉ? Chắc chắn là một con số vô cùng lớn mà chúng ta rất khó để có thể nhớ hết đúng không nào? Chẳng hạn như có loại chúng ta đã ăn nhiều lần nhưng tên thì có khi chưa nhớ nổi. Một ví dụ điển hình đó chính là quả đậu bắp, hay còn biết đến với tên gọi khác là quả mướp Tây. Đậu bắp là một thực phẩm phổ biến được trồng và tiêu thụ ở hầu hết mọi nơi trên thế giới. Loại rau xanh này có lượng calo thấp, rất giàu chất dinh dưỡng và chất oxy hóa có lợi cho sức khỏe tổng thể của bạn. Bạn có thể nhận được nhiều lợi ích từ đậu bắp nhờ việc luộc chín, thậm chí uống nước đậu bắp sống. Vậy bạn đã thực sự hiểu hết về loại quả được mệnh danh là thần dược đến từ thiên đường này hay chưa? Loại quả nhỏ bé này có thể làm nên những công dụng phi thường như thế nào? Hãy cùng Sống Khỏe Mỗi Ngày khám phá về đậu bắp và những công dụng của nó qua video sau đây nhé! Đậu bắp được mệnh danh là loại quả đến từ thiên đường, đã và đang được hàng ngàn người sử dụng với công dụng tuyệt vời trong phòng chữa trị ung thư. Tuy nhiên, một số người sẽ cảm thấy đậu bắp hơi khó ăn vì có nhiều chất nhớt. Thế nhưng đừng lãng phí loại thần dược quý giá này nhé! Bởi tác dụng của đậu bắp không chỉ là một món ăn giàu chất xơ, tốt cho hệ tiêu hóa, mà còn có thể cải thiện hệ miễn dịch cùng vô vàn các lợi ích khác có thể kể đến. Công dụng đầu tiên, ngăn ngừa bệnh thiếu máu. Một người bị thiếu máu có thể nhận được những lợi ích của loại rau này từ nước ép của nó. Nguyên nhân vì đậu bắp rất giàu vitamin K, B, sắt, kali, kẽm, canxi, mangan và magie, giúp tạo ra nhiều tế bào hồng cầu trong cơ thể. Do đó, bổ sung đậu bắp trong các bữa ăn hoặc uống nước đậu bắp sẽ giúp cơ thể bạn sản xuất nhiều tế bào hồng cầu hơn. Điều này có thể giúp bạn điều trị và ngăn ngừa bệnh thiếu máu. Công dụng thứ hai, thần dược chữa ho hay viêm họng. Nước ép đậu bắp cũng được sử dụng để điều trị đau họng và ho nặng. Một người bị đau họng và ho có thể thưởng thức nước ép đậu bắp. Đặc tính kháng khuẩn và khử trùng của đậu bắp sẽ rất hữu ích trong trường hợp này. Bạn lấy lá và rễ cây đậu bắp thái nhỏ, phơi khô, mỗi ngày sắc 10 đến 16 g để lấy nước hạ uống thay trà hoặc súc miệng. Công dụng thứ ba, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Một vài nghiên cứu thừa nhận rằng đậu bắp có tác dụng hạ đường huyết rất tốt. Tất nhiên đậu bắp không thể hiệu quả hơn insulin, nhưng nó an toàn và tự nhiên hơn. Đậu bắp hạ đường huyết từ từ, không bị hạ đột ngột như insulin. Cách dùng, phơi khô thân và lá đậu bắp, sắc lấy nước uống kết hợp với sắc một số loại thảo dược như mướp đắng, lá sa kê, lá ổi. Loại nước sắc này có thể trị được bệnh tiểu đường. Phương thuốc này đã được nhiều người thử và hiệu quả trông thấy. Tuy nhiên, đây chỉ là thực phẩm bổ sung chức năng, không thể thay thế được cho thuốc chữa bệnh. Người bệnh cần tuân thủ liệu trình điều trị bệnh tiểu đường do bác sĩ chỉ định. Công dụng thứ tư, cải thiện sinh lý phái mạnh. Một nghiên cứu gần đây cho biết đậu bắp có chứa các thành phần dinh dưỡng hữu ích, có thể giúp tăng cường dòng máu chảy vào vùng sinh dục, gây cương cứng. Điều này góp phần cải thiện sinh lý phái mạnh. Bạn có thể nhận lấy tác dụng từ đậu bắp trong các bữa ăn hàng ngày bằng cách thay đổi các kiểu ăn sống, luộc, nướng hoặc nấu canh sao cho phù hợp với khẩu vị. Công dụng thứ 5, cải thiện hệ miễn dịch. Hệ thống miễn dịch có khả năng giúp cơ thể chống lại các bệnh khác nhau, chẳng hạn như cảm lạnh và cúm. Khi đó, nếu sử dụng nước ép đậu bắp với lượng vitamin C và chất chống oxy hóa dồi dào, sẽ giúp bạn khỏe mạnh và đỡ mắc nhiều bệnh hơn. Bạn nên nấu chín đậu bắp ở nhiệt độ thấp hoặc vừa phải nhằm bảo toàn nguồn dinh dưỡng khi sử dụng. Công dụng thứ 6, hỗ trợ hệ tiêu hóa. Chất xơ trong đậu bắp có thể giúp kiểm soát nồng độ cholesterol trong máu, cũng giúp giảm táo bón. Đậu bắp hoạt động như một loại thuốc nhuận tràng tự nhiên, hàm lượng chất xơ trong đậu bắp liên kết với các độc tố và làm giảm nhu động ruột. Lưu ý là bệnh nhân bị hội chứng ruột kích thích và một số bệnh đường ruột khác dễ nhạy cảm với đậu bắp vì có hàm lượng fructan cao. Một loại carbon hydrate có thể dẫn đến chuột rút, tiêu chảy và đầy hơi. Công dụng thứ 7, giúp làm đẹp da. Các chị em phụ nữ có thể tham khảo phương pháp làm đẹp da đến từ đậu bắp này nhé. Thói quen uống nước đậu bắp thường xuyên cũng giúp cải thiện sức khỏe của da. Các chất chống oxy hóa giúp thanh lọc máu và giảm mụn trứng cá, các bệnh ngoài da khác gây ra bởi các tạp chất trong máu. Bạn có thể trở nên xinh đẹp hơn với làn da mịn màng như đậu bắp. Ngoài sử dụng đậu bắp như một món ăn, bạn cũng có thể nghiền nát và đắp mặt nạ đậu bắp khoảng 2 lần mỗi tuần để có một làn da tươi sáng và mịn màng. Công dụng thứ 8, giúp xương luôn chắc khỏe. Nhờ nguồn vitamin K và folate dồi dào trong đậu bắp, loại thực phẩm này cũng được coi là cứu tinh trong việc ngăn ngừa mất xương, tăng mật độ của xương, giúp xương chắc khỏe hơn,
và phòng bệnh loãng xương, đậu bắp không chỉ dùng để ăn mà uống nước đậu bắp cũng cực kỳ tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, đậu bắp chứa solanin có liên quan đến đau khớp, viêm khớp và viêm kéo dài ở một tỷ lệ nhỏ người nhạy cảm với thành phần này. Do đó, những người mắc bệnh khớp thường phải tránh ăn đậu bắp. Công dụng thứ 9, giúp mẹ bầu khỏe mạnh suốt thai kỳ. Các mẹ bầu nên bổ sung đậu bắp vào chế độ dinh dưỡng của mình. Đậu bắp là một thực phẩm rất giàu chất dinh dưỡng, vitamin và rất quan trọng trong việc sản xuất, duy trì các tế bào mới. Trong thai nhi, folate là một hợp chất cần thiết giúp ngăn ngừa dị tật bẩm sinh như tật nứt đốt sống và giúp em bé phát triển đầy đủ. Các bà mẹ mang thai nên bổ sung đậu bắp vào thực đơn của mình để tăng cường sức khỏe cả mẹ và con trong thời kỳ mang thai. Ngoài các món ăn thông thường, bạn có thể thử áp dụng cách làm nước đậu bắp theo hướng dẫn sau đây. Bạn rửa sạch khoảng 4 trái đậu bắp đã được cắt bỏ đầu đuôi và cắt lát nghiêng theo chiều dọc. Sau đó, bạn ngâm đậu bắp vào một cốc nước lọc và để qua đêm. Bạn có thể uống nước đậu bắp này vào buổi sáng khi bụng chưa có gì và thưởng thức bữa sáng vào 30 phút sau. Như bạn đã thấy, đậu bắp chứa rất nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa thiết yếu, giúp cơ thể chống lại các bệnh khác nhau, cải thiện khả năng miễn dịch. Bạn cũng có thể uống nước đậu bắp để nhận được nhiều tác dụng từ đậu bắp hơn so với nấu chín nhé. Đậu bắp là loại quả nhiều dinh dưỡng, mang đến nhiều chất cần thiết cho sức khỏe con người. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết tác hại của đậu bắp nếu dùng không đúng cách. Từ loại thần dược quý, đậu bắp sẽ trở thành kẻ giết người âm thầm bởi chính những sai lầm trong khi sử dụng của chúng ta. Để tránh những tác hại không đáng có, bạn có thể tham khảo trong phần tiếp theo của video. Sai lầm thứ nhất, ăn quá nhiều đậu bắp làm tăng nguy cơ bệnh sỏi thận. Quả đậu bắp có chứa hàm lượng oxalate khá cao. Từ các khuyến cáo của những viện nghiên cứu, các loại thực phẩm có chứa nhiều oxalate sẽ làm tăng nguy cơ bị mắc phải chứng bệnh sỏi thận dạng calcium oxalate. Đặc biệt, những bệnh nhân từng bị sỏi thận không nên sử dụng các thực phẩm chứa nhiều oxalate vì nó làm tăng nguy cơ tái phát bệnh sỏi thận. Do vậy, mặc dù đậu bắp có nhiều tác dụng tốt cho cơ thể, nhưng ăn nhiều cũng làm tăng nguy cơ bị sỏi thận. Sai lầm thứ hai, sử dụng đậu bắp cho bệnh nhân bị đông máu. Tuy rằng ăn đậu bắp giúp cơ thể cải thiện cholesterol có trong máu, nhưng đối với một số trường hợp đặc biệt đang dùng thuốc chống đông máu thì không nên dùng đậu bắp. Trong đậu bắp có chứa nhiều vitamin K có tác dụng tốt cho việc ngăn ngừa loãng xương, nhưng chính vitamin K lại là một trong những nguyên nhân gây tăng khả năng tạo thành huyết khối đông máu. Bởi vậy, các bệnh nhân đang sử dụng thuốc chống đông máu, nhưng ai có triệu chứng bị đông máu thì không nên sử dụng đậu bắp, sẽ rất nguy hiểm. Sai lầm thứ ba, những người bị viêm khớp cần cẩn trọng khi sử dụng đậu bắp. Mặc dù đậu bắp có công dụng hỗ trợ điều trị viêm khớp, song không phải vì thế mà chúng ta chủ quan khi sử dụng. Trong đậu bắp chứa solanin, đây là hoạt chất không tốt đối với bệnh viêm khớp. Đối với một số những bệnh nhân bị viêm khớp, solanin sẽ làm cho bệnh tình ngày một nặng hơn. Dù vậy, không phải ai cũng mẫn cảm với solanin có trong đậu bắp. Nên những ai bị viêm khớp khi bị ăn đậu bắp thì nên chú ý tình trạng sức khỏe nhé. Nếu một hai lần thấy có dấu hiệu viêm khớp bị nặng hơn thì cần cân nhắc không nên ăn đậu bắp mà chuyển sang các loại thực phẩm khác có chứa ít solanin hơn. Sai lầm thứ tư, ăn nhiều đậu bắp có thể gây tiêu chảy. Nếu bạn ăn đậu bắp và bị tiêu chảy, ngoài việc nghi ngờ về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, các bạn hãy nghi ngờ thêm một lý do nữa, đó là nguyên nhân từ chính thành phần của đậu bắp. Đậu bắp có chứa nhiều chất xơ và các loại khoáng chất, giúp cho cơ thể không bị táo bón, lợi tiểu. Dù vậy, nếu bạn bị kích thích hay có vấn đề về đường ruột, thì fructan trong đậu bắp lại khiến cho bạn dễ bị tiêu chảy. Mặc dù có lợi cho những ai bị táo bón, nhưng đối với những người đang bị cồn ruột hay đau bụng, không phải đau bụng khi đến kỳ kinh nguyệt, thì nên tránh ăn đậu bắp nhé. Sai lầm thứ năm, chế biến đậu bắp sai cách. Rửa đậu bắp, nhiều chị em nghĩ chỉ cần rửa đậu bắp với nước sạch là đủ, nhưng cách làm này chỉ loại bỏ được đất và tạp chất, còn chất nhớt và hóa chất sẽ không được rửa trôi, thậm chí còn khiến đậu bị đắng và rất khó ăn. Vậy nên chị em sau khi rửa qua với nước sạch, hãy bọc cuống và ngâm với nước muối pha loãng trong vòng 15 phút. Chú ý không nên cắt sát cuống hay bổ đôi đậu bắp sẽ làm mất dinh dưỡng của món ăn, lãng phí vô cùng. Luộc đậu bắp, cho một lượng nước thích hợp vào nồi, một thìa cà phê muối trắng đun sôi, rồi cho đậu bắp vào nồi. Vì đậu bắp rất dễ chín nên chỉ luộc trong vòng từ 3 đến 4 phút. Trong quá trình luộc, bạn không nên để vung để các hóa chất bảo quản theo hơi nước bị đẩy ra ngoài. Sau khi đậu chín, vớt đậu ra ngâm vào một bát nước sôi để nguội trong vòng 3 phút.
để đậu giòn và đảm bảo được màu sắc thẩm mỹ. Một số lưu ý để sử dụng đậu bắp đúng cách và giữ lại tối đa chất dinh dưỡng cho cơ thể. Đậu bắp khi luộc xong hãy ăn ngay để đảm bảo dinh dưỡng. Thông thường sau 1 giờ rồi mới ăn, đậu sẽ mất đến 25% lượng vitamin. Sau 2 giờ mất từ 35-47%. Và để qua đêm rồi hâm lại sẽ mất đến 90%. Khi đó giá trị dinh dưỡng sẽ không còn nữa. Thậm chí còn sản sinh ra nitrit, một chất gây ung thư cực kỳ có hại cho con người. Bên cạnh những cách chế biến thành món ăn thông thường như luộc, xào, nấu canh, nướng, thì đậu bắp ép thành nước uống đặc biệt rất tốt bởi giá trị dinh dưỡng của đậu bắp sẽ cao hơn rất nhiều khi bạn uống nước ép đậu bắp hoặc ăn sống nó. Đậu bắp mang đến rất nhiều công dụng tốt cho cơ thể. Ăn đậu bắp có thể giúp làm đẹp da, tốt cho hệ tim mạch, tốt cho hệ tiêu hóa, ngăn ngừa ung thư, cải thiện hệ xương khớp và rất nhiều công dụng khác. Tuy nhiên đối với những trường hợp trên thì lại không nên sử dụng đậu bắp vì tác hại của đậu bắp nói riêng và bất kỳ loại thực phẩm nào nói chung đều ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Hãy sử dụng một lượng đậu bắp vừa đủ cho cơ thể, đừng nên lạm dụng quá nhiều đậu bắp nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại trong những video tiếp theo của Sống Khỏe Mỗi Ngày.